đường này nè, lùa cho nó ra, ngó hửi tậu chưa? Sao linh lọc vô đây chi không biết nữa đó. See this? Yeah, okay, good. Okay, now go that way. That way. Ooh, ngó hửi. Should we cut the wire? Tậu chưa? Baby, I know you. What should I do? I think we need to get a bag, throw a bag over him. Oh, he's tired. Yeah, yeah. We need to get him out of here. You can you do? We have a tarp like that. Ở tàu chưa? We have a blanket. I need a blanket or something. Why? For what? We need to throw a blanket over him. He doesn't know how to get there. We cut it and then we put it back together. What do you think? Yes. Help me. Yeah. Cut the wire and then wire it back together. Huh? Yes. Yeah. So maybe he comes to the door. He know. Okay, come on, come inside. Open more. Okay, next time don't put stuff in front of the door, okay? Okay. No, we're going to have to dig this dirt out. Okay, you go around, outside. Ngờ nó ra, nó nằm ở đằng đó luôn. Nó rất là mệt, không biết vô đây lâu bao lâu rồi. Vô trong khu vườn này bao lâu rồi, không biết nữa mà. Mình đi về tự nhiên sao bây giờ chạy ra ngoài vườn rồi xem coi. Ra thấy ảnh vô trong này, không biết vô trong này làm gì ta. Bắt sâu bắt bọ gì trong này mà lọt ở trong này. Nãy giờ tìm đường ra chắc mệt đuối à. Tậu chưa? Ông xã đem cái khăn lớn ra không biết để làm gì đây. Có thể cho nó đậu trên tay quá. Honey, I think you should go. You stay over there. I don't want to go that side again. Yeah. I think you should go outside. Then here, you hold this thing. Yeah. I want. Give me. We're going to try to throw that on him, you understand? Yeah. You got him? You got him? Good job, honey. Good job. Baby. Oh my. He's not out yet. Wow. Let me see. Let's take picture. Baby, get out here. Close that door. Take picture. Hold on. No, stand over here. You should tell. Honey, give me the blanket. Bring him to the water. No, I'll bring the water to him. Quy tội chưa? Nó hử? Trời nắng quá mà vô trong vườn này chi.
so hot. It's hot. Oh, bay. Tàu chưa? Rồi chi mà nó để vô lọc cho trong giường. Nó bây giờ đổ thêm nước cho nó có lại nó uống nè. Đổ nước cho mấy con chim nhỏ nó lại nó uống. Trời nắng quá mà. Cái bồn nước đó cũng phải đổ đầy nước luôn á. Cho mấy con chim nhỏ lại nó uống. Ồ, cái này hết rồi. Cái lòng này nó ăn nhanh ghê luôn nhé. Hai ngày là hết, hai ngày là hết à. Ừ, hai ngày là hết rồi. Nó cái bồn nước đó mới đổ nó mà giờ nó cũng cạn rồi, nó bây giờ phải bổ đổ thêm vô cho nó. Đây cả nhà, thì hôm trước Trinh nói là ông xã order cái này là cái lồng để cho chim ăn đây cả nhà. Đó thì ở ngoài trước Trinh có, ở ngoài sau thì Trinh có 3-4 lồng để chim, cái loại những cái loại chim lớn á. Còn cái này ông xã Trinh order cái lồng này để dành cho chim mật hay gì á. Đó bây giờ thì Trinh sẽ nấu nước và nước đường và đổ vô đây nè. Đó cho chim và máng lên ngoài cây á, máng ngoài vườn á, cho chim nó vô nó đậu vô nó hút mật. Đây là cái nước đường nè, nước đường Trinh đã nấu xong. Trinh nấu là 4 cốc nước, 1 cốc đường. Đó bây giờ Trinh sẽ đổ vô trong cái lồng này. Đổ vô trong cái lồng này cho chim nó ăn dặn dưới này nè. Chắc mình đổ vậy quá. Trinh nghĩ là vậy đó. Đó đổ vô cái này hết. Cho chim để ngoài á. Cho chim nó tới nó uống nước, vừa uống nước vừa ăn luôn. Nó hút cái mật này nè. Nước đường này là nước mật á. Đó. Trinh đổ vô cái nước mình chắp ngược lại thì chim nó vô chắc nó uống lên mấy cái nước này nè. Cái đút cho mọ cái miệng nó vô mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này nè cả nhà. Dễ thương ha. Đó, đổ luôn hai bình, bình này nữa. Nhiều quá. Đi đổ bớt bên kia. Để cho nó có không khí cho nó xuống bớt cái lỗ này chứ. Ủa nó xuống. Nó rút hết xuống cái nắp ở dưới này luôn nè. Đầy quá, đầy quá. Đó, nó rút hết xuống dưới cái nắp ở dưới này nè. Hồi nãy Trinh đổ lên tới đây mà nước tới đây, bây giờ không lấy làm sao, Trinh mở ra Trinh đổ vô, sao bỏ luôn nước đường. Nó đều đổ chưa có, không có đều lắm. Đó thì ông xã Trinh đã đem ra đằng trước treo ở đằng trước nhà. Đó đằng ngay chỗ cái cửa trước đây, Trinh ở trong nhà Trinh quay ra nè. Thì chim nó tới đó, nó chim nó tới nó hút mật à, dễ thương chưa. Đó ở đây rất là nhiều chim mật. Nó tới nó hút mật, rất là vui. Đây là ở ngoài này là nguyên một bầy nai, nó về chiều có nó về đây nó uống nước đây cả nhà. Đó chỗ đó thì Trinh thường xuyên đổ nước cho nó. Đó nó nghe động, nó nghe Trinh mở cửa nó chạy ra rồi. Đó nguyên một bầy luôn. Anh ngay chỗ cái bồn nước ha, đó Trinh mới đổ nước thêm cho nó đó. Giờ nó lại nó uống nước. Nóng quá mà. Cho ăn đầy đủ, cho uống nước đầy đủ mà vô phá vườn quá sẽ phá luôn đó. Nhiều khi tức điên.
Rồi nó thấy mình quay phim cái nó đứng nó nhìn kìa. Nhưng mà mấy con vật ở Mỹ nó dạng lắm. Nó không sợ gì ai trơn. Em trình bước ra tới đây mà nó không, nó vẫn còn đứng uống nước vô tư luôn. Khát quá mà. Đó, bây giờ mới đi uống đi con, uống từ nãy giờ 10 phút rồi đó. Cành nông rồi. Đây là những cây hoa hồng ở trong vườn nhà Trinh, thì nắng quá nó cũng không có được đẹp lắm. Ok, video của Trinh đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn cả nhà ở video clip tiếp theo. Và đừng quên tặng cho Trinh một like, một lượt đăng ký kênh và một chia sẻ ủng hộ Trinh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Mến chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật may mắn.